ở Mỹ vừa có một người trúng độc đắc 1,3 tỷ đô la, tức là khoảng 30.000 tỷ Việt Nam. Vì đã có quá nhiều cái kết không hay cho những người trúng số độc đắc rồi, nên dạo này người ta sẽ cho mình lựa chọn nhận nguyên cục tiền thay vì chia nhỏ và lãnh theo từng năm. Tỷ lệ trúng số độc đắc của giải xổ số Mega Million là 1 trên 300 triệu. Càng nhiều đợt quay số không có người trúng thì giải thưởng sẽ dồn càng ngày càng cao hơn. Một người chú mà Kim biết, chú này thì duy trì mỗi tuần sẽ bỏ ra 20 đô tiền mua vé số. Hay là tiệm nail mà Kim quen thì tất cả những người nhân viên đều góp tiền vào để mua, bởi vì họ suy nghĩ là lỡ mình không mua thì khi mà trúng giải cả tiệm nó đổi đời hết, chỉ còn một mình là còn nghèo. Tương tự, dân văn phòng, nhà hàng, ai cũng mua vé số đều đặn để chờ một cơ may. Vì Kim làm trong ngành tư vấn tài chính nên Kim làm thử một bài toán như thế này: nếu mỗi tuần thay vì bạn chọn là mua vé số 20 đồng và nếu bạn làm điều đó trong vòng 50 năm thì bạn sẽ đầu tư vào cái khoản này hết 200.000 đô, và nếu mà bạn không có trúng số coi như 200.000 đô đó là mình mất hết. Mặt khác, nếu mà bạn đầu tư 20 đô một tuần đó vào một cái quỹ tạm gọi là quỹ nghỉ hưu, thay vì chờ đợi vào một cái tỷ lệ siêu nhỏ là 1 trên 300 triệu thì cái quỹ đó trong vòng 50 năm sau thì bạn sẽ có 1,7 triệu đô la. Nó thiết thực và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chọn cánh cửa hy vọng. Đó là sự khác nhau giữa hai cái mindset muốn giàu nhanh hay là giàu chậm. Ai cũng thích nhanh đúng không? Còn bạn, bạn có đang gửi ước mơ của mình vào những tờ vé số hay không? Comment ở bên dưới cho Kim biết nha.